Okay, so I'm gonna go ahead and start dipping first. Okay, so I'm gonna use just two finger. Okay, so first of all, we're gonna do a little bit cuticle clean. Ở đây mình hôm nay anh em sẽ chia sẻ với mọi người cách mình tháo móng ha, nhanh gọn và lẹ ha. Đó, mình chạy sơ sơ ra đi. Mình sẽ dip. Ok, một cái mình gắn móng ha, và một cái là mình dip thường ha. Actually mình sẽ làm ba cái đi về để mình làm một cái này cho anh chị em thấy nó khác nhau ở chỗ nào ha. Người thấy không hả? Ok, có câu hỏi gì cứ hỏi nha. Cái này là em sẽ làm, mình làm chỉ làm dipping basic thôi ha, nhưng mà hướng dẫn cho anh chị em cách tháo móng, cách tháo dipping rất là nhanh gọn lẹ ha. Rồi, sẽ bây giờ đây. Green, blue, red. I don't like. High meter easy, high full. Okay. Thì okay, bây giờ mình start out ha. Mình sẽ bắt đầu từ cái số 2 này ha. Mình sẽ dùng nó là để làm bond ha. Vút nhẹ lên trên ha. Rồi vậy thôi. Vậy thôi ha. Chào Ken, chào Phú. Ok. Rồi cái móng này á, mình sẽ gắn móng ha. Mọi người ấn nút chia sẻ cho mình nha. Nhanh gọn lẹ. Để đại đi ha. Rồi. Hôm nay, how do we avoid the base coat content from being so hard to open? Ok John, chút xíu mình sẽ chia sẻ cái đó ha. Ok, ví dụ như cái chai ok, ví dụ cái chai base này ha. Khi mà mình mở ra đó, khi mình quét cái base đó John, nè, mình nhớ khi mà mình quét lên á, mình nhớ phủi nè, clean chút xíu, thấy không? Đừng có quét qua hai bên, đừng có đưa qua đưa lại như vậy, thì nó sẽ bị cái glue á, nó sẽ dính vào hai bên. Cho nên khi mình đóng chặt như vậy á, mình để qua một đêm thôi là tự động nó sẽ khô, nó khô cứng luôn. Cho nên cách tốt nhất nếu như mà mấy bạn mà làm mà chưa có cẩn thận cái đó thì cứ để hở như vậy nè, mình mấy bạn để hở như vậy này, đừng có đóng chặt quá, hiểu không? Để như vậy thôi. Đó, như vậy thôi. Ok. Rồi, bây giờ bỏ qua đó một bên đi. Rồi. Rồi. Ok, bây giờ cái cách của mình á, nếu mà mấy bạn làm theo cái cách hướng dẫn của mình á, thì đây. Nếu như trên móng thật, đúng không? Mấy bạn nên nhớ nè, trên móng thật giống như móng ngắn như vậy. Ok, mình là mình dùng cái chai số 1 này, base này. Sau khi mình bỏ activate được trước ha, mình sẽ dùng là cái số 1 là base ha. Mình dip này. Một lần này. Bước vô này. Ok. Đây. Rồi, cái thứ hai này. Có nhiều người nhắn tin hỏi là tại sao cái dip bình sốc óp lâu quá anh ơi, hoặc là em ơi, thì đây. Thì mỗi một người có một cách làm ha. Thì cái cách này của tụi em là làm nhanh nhất, tháo nhanh nhất. Đây là cách em dip trên cái móng natural này, cái móng thật của khách này. Ok. Khi là lớp thứ hai rồi nha, là lớp thứ ba này. Lớp thứ ba này.
Ok, đứa thứ ba này. Đây, bố vô. Ok. Mình lấy cây mình phủ đi này. Có bên đây ha. Phủ đi này. Thấy không? Nó đâu còn dính cái gì đâu. Thấy không? Deep set cuticle. Thấy không? Rồi, xong. Cái đó là cái cách mà John hướng dẫn mọi người, chia sẻ với mọi người ha. Còn có nhiều người họ có nhiều cách để làm khác nhau. Ví dụ như đây là cái cách thứ hai mình sẽ mà mọi người đa số 70% mọi người trong tiệm nail đều đang làm. Sau khi cái này số 1 cái nước này mình bỏ cái số 2 cái activator lên trên ha. Đó là ba lớp rồi nha. Này. Rồi mình bỏ nó vào bên ha. Rồi xong. Còn đây là cái cách mà mình bảo đảm với mọi người là 70%, 80% là mọi người đang trong tất cả tiệm nail đang làm. Thì đây là cái lớp clear. Ok, natural clear. Actually, tụi bên công ty Nail Polish chỉ có một loại thôi, đó là clear thôi. Hi David. Hi Mitchin. Mitchin say hi baby. Ok, đây là cái cách mà những tiệm khác mà các bạn đang làm ha. Mình nghĩ là như vậy. Thì đây, sau khi dùng cái bond xong ha, mấy bạn sẽ dùng bay, mấy bạn dip một lớp clear. Ok, người ta gọi là natural, đúng không nè? Đây là cái cách mọi người đang làm một lớp rồi, để đó một lớp ha, bỏ vào bên xong phủ xuống này. Rồi bây giờ mình nhúng màu này ha, cũng là cái màu của Nail Polish Dip. Ok, bây giờ mình sơn này, mọi người thấy không? Bây giờ mình sơn này. Cái móng này là cái móng mà mình bảo đảm với mọi người là 70% mọi người trong tiệm nail người Việt Nam mình đang làm. Mình không nói là họ sai hay họ đúng, mình chỉ nói là cái cách nào anh chị em nhìn vào, cái cách làm cái nào nhanh cho mình, vừa móng vừa bền vừa natural mà có thể giúp được cho tiệm kiếm thêm tiền nhanh. Ok, đây là một cách, đây là cách mình sơn một lớp base ha. Xong lớp thứ hai này, lớp thứ hai của màu, và sau khi có nó một cấp clear. Ok rồi, dip này anh chị em, dip này đúng không, giữ này rồi bung xuống này. Bây giờ mình búng vậy thì cũng được thôi, hay là mình làm vậy cũng được, cái nào cũng được thôi, hiểu không? Tại vì đằng nào thì mình cũng sẽ dùng cái cọ mình phủ nó xuống. Hai chị Vi. Ok, này mình phủ xuống này. Ok, đó là cũng là ba lớp đúng không? Nhưng những tiệm khác họ sẽ dùng cái này. Sau khi nhúng cái đó, kém hai màu, có nghĩa là một cái lớp clear trước và hai lớp màu là ba lớp, và cái lớp cuối cùng sẽ họ sẽ nhúng vào cái này. Đúng không? Mọi người cố ý nha, mình sơn, mình làm dipping, mình sơn cái base, cái gel base. Sơn làm sao đừng dính vào da khách. Tròn cái cuticle để tí mình chạy đỡ mệt. À, nhúng vô xong. Bỏ qua bên. Ha, đây là cái cách, cái ngón thứ hai là cách mà 70% mình bảo đảm với mọi người là mọi người đang làm ở tiệm nail. Rồi, xong. Mọi người cũng sẽ phủi xuống ha. Sau họ còn thêm một cái lớp, và sau cùng thêm một cái lớp base nữa. Ok, sau một lớp base nữa. Rồi lại bỏ thêm cái activator lên này. Ok, nhẹ nhàng bỏ lên thôi đấy. Đó, xong. Ok, bây giờ anh chị nhìn hai cái ngón này. Cái ngón này là cái ngón mà em chia sẻ với mọi người là, thì đây,
Và đây là cái cách mà tất cả mọi người, mình bảo đảm là mọi người đang làm. Mong mọi người thấy cái độ dày của nó không? Ha. Đây. So natural. Thì mỗi một người có một cái ý kiến khác nhau ha. Nhưng mình đi làm, mình cũng muốn tiết kiệm thời gian cho mọi người. Thì mình cứ có so thử xem cái nào nó tốt, cái nào nó nhanh hơn với mình. Ok, bây giờ mình bỏ qua bên ha. Và bây giờ mình sẽ làm cái móng. Khi vào móng chiếc thì nó lại khác, đúng không? Ok, wait, từ từ đã. Trước khi mình làm cái móng này thì mình sẽ hướng dẫn để cho mọi người cách tháo móng, cách check off móng nhanh gọn. Ok, cho cái hai ngón nó đã. Rồi, khi mà cái này, cái bỏ số 3 nó cũng đã khô rồi này, thấy không? Khô. Cái này cũng... Mọi người nếu mà chưa hiểu cái vấn đề này thì coi lại cái video tí chút xíu nữa lại nha. Rồi. Mọi người nhớ xong cái này đúng không? Mình chạy thì mình cũng... Wow. Ok, thì mình cũng chạy cuticle. Nói chung là cũng chạy, đúng không? Chỉ là hướng dẫn sơ sơ đây ha. Mình cũng chạy cuticle này. Ok. Này, cái này cũng chạy cuticle này. Đại khái vậy đi ha. Rồi. Đại khái vậy đi. Rồi mình cũng dũa ha. Giờ mình cũng dũa này. Cũng dũa sơ sơ đi. Nói chung là đại khái mình, cái này mình không có hướng dẫn mọi người làm, mình đang hướng dẫn mọi người cách check off ha. Thì đây là một kiểu của mình, là cái cách này là cách John hướng dẫn mọi người, chia sẻ mọi người. Còn cái cách này là 70% mọi người đang làm. Thì ok, thì mọi người thấy nó khác nhau đúng không? Bây giờ khi khách đi rửa tay xong hoặc là khách không cần rửa tay, tùy theo mỗi một tiệm ha. Nhưng mà mình thì mình thích rửa tay sạch sẽ. Và nếu như mọi người không muốn rửa tay, mọi người có thể lấy alcohol và lấy một miếng giấy như thế này. Ok. Lau sạch hai bên. Đó. Sạch sẽ đó, thấy không? Sạch sẽ đó. Rồi, mình cho mình, bây giờ mình hơ tay cho nó khô chút xíu ha. Rồi, khi nó khô rồi đó, bắt đầu mình sẽ dùng cái chai số 2 lại, là cái activator. Ok. Giờ mình quét cái chai số 2 này. Mình quét cái chai số 2 này đều này. Ok. 25 đồng nha. Ơ, no. Con bé nhiêu tiền? Không biết. Ờ, lấy 25 đồng đi. Ok, xong ha. Cái đó là nước số 2, activator. Khi mà khách quay lại, mình rửa tay khách sạch sẽ rồi ha. Clean sạch sẽ rồi ha. Rồi, bây giờ mình... Cái nước cuối cùng nè. Là cái nước top coat, ok? Số 3 này. Rồi. Hướng dẫn mọi người cắt sơn top coat làm sao? Để cho cái top coat này, cái brush này nó không bị cứng nha. Rồi, lấy một ít nước này, lấy một ít nước thôi này. Ok, lấy ít nước này quẹt lại này, đừng đè cọ, vuốt nhẹ thôi, nhanh lên, nhẹ nhàng bỏ ra ha. Lớp đầu tiên nhanh chị, lớp thứ hai này vuốt xuống nhẹ nhàng bỏ, thấy không? Để vậy thôi. Làm hết 10 ngón ha. Làm hết 10 ngón xong. Ok, quay ngược lại. Cái nước thứ hai này, lấy nước thứ hai này, lấy nhiều nước chút xíu, đè này. Bắt đầu đè cọ được này. Quét hai bên nhỉ em ha. Nhẹ nhàng đi từ từ thôi. Cái nước thứ hai thì mình không có sợ nữa, tại vì nó đã có cái lớp số 1 protect cái brush này rồi. Mình không có sợ bị cứng cọ nữa nha. Ok rồi. Ok này, bây giờ lấy đó, đè này. Ok, xong. Mình để khoảng chừng 3 phút là tự nhiên nó khô. Rồi. Trong khi chờ đợi cái đó, mình trong khi mình chờ đợi cho nó khô, rồi mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tháo ra ha. Bây giờ mình sẽ làm cái này. Thì mọi người cũng biết cái này rồi ha. Mình dũa hai bên vô ha. Nếu mà 10 ngón á, thì anh chị nên lấy cái đầu dũa đó. Anh chị nên này, pha cái chỗ này này. Thấy không? Pha cái chỗ này này. Để sao? Để tí mình đếp á, nó không bị cấn cái chỗ này này, nó không có nổi lên. Đó. Ok. Rồi.
Mọi người quay lại, lấy cái chai activator này, mọi người quét lại một lớp cho em ha. Đó. Rồi. Hôm nay mọi người làm có bi gì không nè? Sao không ai nói tiếng nào gì ha ta? Mọi người coi view thì nhiều mà không ai nói một câu nào với mình ta. Mọi người khỏe không ạ? Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ dip cái này ha. Cái lớp clear. Ok. This is so typical. Yeah. Ok. Rồi bây giờ mình clip clear nè. Sơn base nè. Ok. Từ từ đã để mình hướng dẫn cho mọi người cái cách để mình gắn chip luôn đã. Cái lớp clear này bỏ xuống này. Xong. Một bên ha. Rồi bây giờ cũng điếp cái màu này luôn ha. Xong. Sơn đều ha. Một lớp này 45 độ bỏ vô này. Bỏ xuống này. Đó. Ok. Xong. Ok. Nước thứ hai này. Quét đều luôn ha. Tiếp vô này. Đó. Xong, lớp thứ hai. Cũng quét, mình cũng phủi được một lớp nữa ha. Rồi. Em cái này là cách em chia sẻ với mọi người em làm ha. Em điếp thẳng một lớp nữa, một lớp màu nữa lên luôn ha, là 3 lần tổng cộng thêm một lớp base là 4 lần. Ok. Rồi. Tiếp vào này. Ok. Bỏ ra này. Bây giờ muốn búng hay là muốn vầy đúng nhau hết, không có gì khác nhau đâu. Nè. Ok. Rồi. Hôm nay khỏe hơn hôm qua hả? Ok, mình phủi ha, xong. Rồi. How are you? Sorry, fine, thank you. Sorry about that. It's okay. Yes. Okay, sau đó mình dùng cái số 2 này ha. Activator này. Mình quét lên. Quét lên. Okay. Quét đều lên ha, rồi để cho nó khô. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại. Bây giờ mình sẽ quay lại cái này nó khô rồi này. Thấy chưa? Khô này. Mấy bạn thấy cái cách, mấy bạn nhìn thấy không? Này mỏng hay không mỏng? Natural. Cái này nó khác đúng không? Bây giờ mình sẽ để yên ha. Mình có thể lấy cái đầu nhám này để mình chạy cái shop cậu ra, hoặc là mình sẽ dùng cái đầu như thế này ha. Mình sẽ dùng cái đầu như thế này mình chạy ra ha. Chạy sơ sơ thôi. Này. Mình chỉ cần chạy sơ thôi. Lý do tại sao mình cũng chạy cũng tháo móng y chang mọi người làm. Đây là cái cách thứ hai mình làm nha. Mọi người để ý nha, mình cũng chạy y chang vậy luôn. Ok.
mà mình cũng sẽ xốc ốp y chang những cái gì mình sẽ làm với ngón thứ nhất luôn ha các. Này đó, chỉ cần chạy sơ một lúc vậy thôi sau rồi ha. Ok. Mình sẽ lấy cái miếng cái phôi này, anh chị em có thể xé nó ra, cắt nó trước, thấy không? Nhìn cho nó sạch sẽ nha. Của em nó hết rồi, bây giờ em chưa có làm thì bây giờ tạm thời em xé ra như vậy đi. Ok. Nè. Đó, rồi. Sau khi đó ha, mình sẽ lấy một cái bông gòn. Và mình lấy một cái alcohol này, I mean acetone ha. Đây, bỏ đây này. Mọi người thấy không? Bỏ đây này. Lấy một cái miếng bông gòn bỏ đây này. Ok. Xuống đây này, bỏ lên này, dí nó vào này. Ok. Đó, cột hai bên này. Để đó. Ok. Đó là một ngón ha. Rồi mình cũng làm y chang cái cách này, cái ngón này luôn. Nếu như mọi người mà tiệm á, mà có thời gian á, thì nên cắt ra như vậy này. Ở ngoài supply họ cũng có bán đấy. Nhưng mà tiệm em á, thì em tranh thủ bông gòn mình có sẵn rồi ha. Bông gòn mình có sẵn rồi thì bây giờ mình làm chỉ cần vậy thôi. Đó, mình cắt nó ra, cắt nhỏ ra ha. Sau đó mình cho một cái hũ đại khái thì Danny này cắt ra như vậy, sau mình bỏ vô đây này, thấy không? Bỏ vô đây. Mình có một cách nữa là mình có thể bơm cái có nghĩa là cắt đầy lên, cắt đầy bông gòn lên cái hũ ha, rồi mình bỏ bỏ acetone vào đây, hiểu không? Đó, bỏ lên, tại vì cái này mình bỏ ít thôi để làm mẫu cho mọi người thấy thôi. Ok, sau đó mọi người nghĩ là sao có mùi, không có mùi đâu, mình lấy cái nắp này này, mình đóng nó lại. Ok, tại vì sao mình làm như vậy? Để cho cái bông gòn, cái nước acetone nó ngấm vào với cái bông gòn rồi, thì tí nữa mai mốt á, mình tháo ra cái nước nó còn thấm vào đấy, nó không có bị. Đó, xong. Thấy không? Là có trong đây rồi. Đó. Cất đi. Rồi bây giờ mình để in đây, bây giờ mọi người canh phút dùng mình ha. Canh đồng hồ dùng. Rồi. Bây giờ mình quay vào cái này ha. Mình quay cái này. Mình nói là khoảng chừng, mình đoán khoảng chừng 5 phút hoặc 6 phút là hai cái móng này sẽ ra. Cái móng này thì mình không biết khoảng chừng 10 phút. Móng này thì mình bảo đảm là khoảng chừng 5 phút hoặc 6 phút. Ok, xong. Giờ mình vuốt cái này đi. Cái gì vậy? Banana. Banana. Pick out the color for your pedicure, please. Thank you. Okay, mình nhìn dù có sơ sơ thì thôi ha. Nói chung là mình đang rồi. Đúng, để đánh. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chạy. Hi Danny, how are you? Rồi, bây giờ này, mình chạy sơ cái cuticle ha. Đó, cho nó tròn.
cái bột của bên Not Polyester, cái màu em chỉ cần làm như vậy thôi, em đâu có cần phải bỏ cái base lên để protect hay là clear protect đâu, tại vì cái màu nó đã ăn rồi, nó đẹp rồi, thấy không? Mình có chạy ra nó cũng còn đó. Xong rồi ha, mình lấy cái buffer ha, buffer thật kỹ cho nó nhém hai bên. Bóp gật nhẹm hai bên ha. Nè, một lần nữa ha. Xong, mình có thể cho khách đi rửa tay hoặc không, nếu tùy theo tiện. Ok, thì mình lấy miếng giấy như thế này, rồi mình chùi này. Đó, chùi cho sạch sẽ hai bên ha. Này, nhìn kỹ nha mọi người, hai bên hông lập, hai bên hông này, thấy không? Bột ăn đầy đủ, nhớ nha. Xong, để mình cho nó khô xíu đó. Nãy giờ được 5 phút chưa mọi người? Chưa. Chắc chưa được 5 phút đâu hả? Bây giờ mình tháo thử đây. Đây, đây. Bây giờ mình tháo thử cái, bây giờ mình bỏ trước trong khi chờ đợi ha. Mình sẽ bỏ cái sạch sẽ đó, mình sẽ bỏ cái activator lên này. Ok, bỏ activator lên này. Mười lăm phút rồi ấy hả? Là tại vì 15 phút là tính là lúc mà anh coi cái video hay là em gắn cái mày cái này lên. Chị Caroline, yes, ANC hả? Yes, chị có thể try any product. Ok, bây giờ mình tháo thử đi này. Khi mình tháo á này, mọi người để ý này, thấy tay em không? Dí dí như vậy nha, bóp nó vào chút xíu ha, đừng làm đau khách quá, bóp nhẹ nhẹ thôi này. Mình vừa dí, mình vừa chùi ra. Cái này vẫn còn xíu, ok, bây giờ làm lại. Nó vẫn chưa được 5 phút đâu. Cái này mình lấy ít bông gòn quá. Không sao. Mọi người nhớ cái vấn đề là khi mình bỏ acetone á, mình bỏ nó nhiều một chút xíu ha. Đây, mình cuốn lại một lần nữa này. Chị cũng làm sao chị? Không hiểu. Ok, cái này xong ha, bột rất là đều. Xong khi chờ đợi đi, tại vì chưa có được 10 phút mà. Ok, rồi mình sơn cái top coat này này. Lúc đầu tiên này, nhẹ nhàng bỏ xuống này. Thấy không? Một lớp thôi. Bóng rồi. Bây giờ đợi chút xíu ha, mình làm 10 ngón mình quay lại. Lớp thứ hai này, đè xuống này. Đè xuống, bước nhẹ nhẹ xuống, ok. Thấy không? Rất là bóng. Đó. Bây giờ mình thử mình tháo cái này coi. Cái này thì chắc cũng chưa được đâu, tại vì Chưa được. Ok, cái này rất là lâu, tại vì mình nhúng tới 4 lần là 70% mà tất cả anh chị em mình đang làm ở những cái tiệm nail. Ok, thêm một acetone vào nhá. Giờ mình cuốn lại này. Lúc nãy mới chỉ có 3 phút đây hả chị? Anh hả? Cảm ơn anh nhé. Chị cũng nhúng 145 độ như em chỉ đó. Có thể là do cái màu hoặc cái hãng của bột của chị đang xài nó không có đủ cái độ mà gọi là độ dày á, độ dày hoặc là cái. Đó, mình chỉ cần đợi. Bây giờ mình đợi, mình canh giây phút ha. Cái móng này nó khô đây này. Đấy, thấy không?
nó khô rồi. Bây giờ mình sẽ tháo nó ra kia. Mình cũng chỉ cho mọi người cách tháo luôn ha. Và mình cũng lấy cái đầu dũa đó mình chạy. Tháo hết thời gian hả? Cái này á, một khi mình làm mình đâu có ngồi, mà khi mình tháo á mình đâu có ngồi đó đâu bạn. Có nghĩa là bạn tháo xong bạn đi làm việc chuyện khác, xong bạn quay ngược lại, hiểu không? Hả? Đó. Này, bây giờ mình chạy ra đi này. Cũng vậy luôn ha. Thật sự thì có nhiều cách để tháo lắm. Em còn một cách khác nữa. Nhưng mà đối với những cái tiệm lớn á thì mình chỉ có thể tháo như vậy thôi, thì tại vì á có một cách khác tháo là làm sao là mình chạy tay xong, mình lấy cái tay mình ngâm với acetone. Bỏ một cái tô nước nóng ở dưới cái acetone đó, bảo đảm nó sẽ ra rất là nhanh. Nhưng mà đó là dành cho những cái tiệm mà nó coi như là nhỏ nhỏ thôi, hiểu không? Đó. Còn tiệm lớn á, họ sẽ không làm được như vậy được, tại vì khách sang á, họ không có làm được như vậy đâu. Ok. Giờ mình tháo thử đi. Đó, nó gần ra này. Chưa tới 5, không, nếu mà tính ra là chưa tới 5 phút, bây giờ mình chỉ cần là chạy này. Thấy không? Đó, xong. Rồi mình sẽ whoop lại, mình sẽ đắp bốn lại vào khoảng chừng 2 phút nữa là nó xong. Đây là cái cách để cho mấy cái mà mọi những cái tiệm lớn á, tiệm sang á, họ sẽ làm như vậy. Còn nếu mà tiệm mà trung bình á thì họ sẽ làm kiểu khác nữa. Nè, chị mình thấy còn gì nó cũng ra này. Đấy, ra hai bên. Không cần lọt. Đấy, thấy không? Mình cái này là cách nhanh nhất nếu mà trong tiệm mà sang á, họ sẽ làm như vậy. Còn nếu như đây là cái cách mà mọi người đang làm 70% này. Tháo hoài vẫn chưa ra này. Thấy không? Tháo hoài vẫn chưa ra này. Tại sao nó lâu? Tại vì cái này nó nhanh. Thấy không? Mọi người thấy cái sự khác biệt chưa nào? Tại vì cái này nó quá dày. Mình sẽ giới bạc là ừ, đúng rồi đó, tiny. Thấy không? Nó rất là dày. Thì đây là cái cách là nhất là nhanh. Mọi người thấy sự khác biệt chưa? Thì bây giờ mình cũng phải chạy bột. Đúng không nào? Nếu mà nãy giờ mọi người mới vào, mọi người không hiểu đang nói cái gì á, thì nên coi lại cái lúc đầu ha. Lấy cái bọc bỏ vào nữa, nó nhanh hơn. Đúng rồi Hiền, Hiến Trần, đúng rồi. Nhưng mà đây là cái cách để mình chia sẻ với mọi người, tại vì những tiệm á, khách cao á, khách sang á, họ không có chịu nhúng tay vào cái bọc, hiểu không? Thì nó bị, tại vì acetone mà nhúng tay vào cái bọc nó bị lem hết lên tay người khách, cho nên họ không thích. Còn thật sự đây là sau khi làm cái này xong, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một cái cách nữa dành riêng cho những cái tiệm nail trung bình giống như tiệm của em này này. Chị Khánh Điệp, đúng là do bột đó chị. Thật sự là do bột đó. Thì bây giờ mình quay lại đi ha. Đó. Ok. Này, thấy không? Cái này rất là nhanh và cái này nó còn lâu vẫn chưa xong. Còn đây, maybe do solution nữa. Đây là cái móng, ok, nó sơn xong thì mình chạy ra đúng không? Bây giờ mình chạy xong rồi, bây giờ mình sẽ coi này. Cái cách mà mọi người đang hỏi mình để làm mà nhanh nhất đó là cách này. Cái gì để tay em gặp?
Thấy tay anh đi trên này đẹp không? À. Thấy tay trên này có đẹp không? Không có. Đây. Mọi người thấy cái tô nước nóng này này. Nha, mình lấy một tô nước nóng nha. Để mình để đó. Đây. Mình lấy cái acetone. Right here. Acetone. Mình đổ vào đây này. Ok. Giờ có một ngón à. Ok, lỡ rồi, chơi nó đi. Này, miếng giấy này, bỏ vào đây này. Một miếng giấy nhỏ thôi ha. Bỏ đây này. Rồi. Bỏ vào đây. Rồi cầm keo cắt, bỏ tay vào đây. Cái ngón đó. Để sát vô. Rồi. Ok. Rồi để đó. Có nghĩa là mình làm 10 ngón chứ không phải mình làm một ngón nha anh chị. Mình làm 10 ngón chứ mình không làm một ngón nha. Đó. Mình là nên nhớ là mình làm 10 ngón chứ mình không làm một ngón, cho nên là mình không có sợ bị tốn. Đó. Nói họ khi mà khách nhúng tay như vậy á, nên có cái miếng giấy ở trong á, nói với họ là nên dùng cái tay của mình á kè kè lên cái miếng giấy. Cố gắng kè lên cái miếng giấy, hiểu không? Tại vì tới 10 ngón là hiểu không? Mình có lên mấy ngón tay khác họ rảnh không có gì làm, họ có sợ kè 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 cái móng tay giấy như vậy nó ra rất là nhanh. Đó. Đây là cách nhanh nhất. Nếu như mọi người anh xuống thế bạc xong anh bỏ vào cái bọc sandwich của anh. Đây là mỗi người một cách, tại vì nếu mà làm hai cái này hợp nhá. Ok, ngừng lại chút xíu ha. Nè. Nè, mình lấy cái tay mình cụm này. Đó, cho vào lại. Cứ cà cái như vậy. Đúng rồi Hiến Trần. Tại vì mỗi một người có nhiều cái cách để làm, hiểu không? Thì cái cách này là, mình nói thiệt luôn là 70% họ làm như vậy. Còn cái cách của Hiếu làm đúng rất đúng, nên cuốn vào cái giấy bọc ha. Mọi người cùng chia sẻ với nhau ha, nên lấy cái giấy bọc, giấy bạc á, mình cuốn lại vào với nhau cho mình cho tay vào đây. Rồi ngâm chung với cái nước nóng ở dưới là bảo đảm nó sẽ ra rất là nhanh. Okay.
Bây giờ mình cho bạn này ra bên kia đi ha, để mình làm tay cho khách đó. Ok, bây giờ mình bỏ này, nó ra này, thấy không? Rất là nhanh. Mình lấy mình chùi này. Nha, chùi đi chút xíu. Thấy sao? Này, tháo ra này. Vẫn chưa ra nữa này, thấy không? Mà cái này nó ra rồi này. Mọi người thấy cái đặc biệt chưa? Mình phải chạy nữa. Ok. Thì đó là cái cách. Nếu mọi người làm trên móng thịt, cứ làm theo cách của mình ha, bảo đảm rất là lâu và tháo rất là nhanh, không mất thời giờ các bạn tháo. Nếu bạn làm cái cách này 70% mọi người đang làm trên tiệm nail này, nên tháo rất là lâu. Và cái này gắn móng luôn, cần ra rồi này. Ok, rồi. Cảm ơn mọi người chia sẻ cái video này nha. Có những câu hỏi gì thì cứ inbox. Ok, thank you.